Ê, con ngựa này sao nó ở đây nhỉ? Ô, ô. Video à? Video anh. Tôi nhận được một kèo mở khóa kết bị quên mật mã và cần phải dò lại để đổi sang một cái mã khác. Thì đầu tiên là tôi sẽ mở cái khóa này ra, sau đó thì sẽ lắp ráp lại cái lá và đổi sang và dò lại một cái mã khác cho gia đình nhà mình. Chú cho em quay từ đầu được không? Để em học mốt chú vào đi. Có thế nhưng mà đơn giản không? Đấy, chú dùng cái kìm. Thiệt thấy chưa? Thiệt thấy chưa? Là công đoạn cuối cùng sau khi lắp xong cái chốt thì chúng ta sẽ kiểm tra và dò lại mã. Sau khi dò lại mã xong phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Khi nào chuẩn chỉ hoàn chỉnh rồi bắt đầu mới bàn giao lại cho khách hàng. Và khi nào khách hàng làm được ưng ý rồi thì bắt đầu mình mới lấy tiền và đi về. Thì ngày hôm nay tôi mở cái khóa két này tại Đông Khê và cách cửa hàng của tôi thì cũng tầm hơn 40 km, là một nơi giữa Lạng Sơn và Cao Bằng. Đó, thì nếu như anh em có khó khăn gì về khóa thì tôi vẫn đến và hỗ trợ cho anh em, hầu như là ở tỉnh Cao Bằng. Còn ở chỗ khác thì có thể là giúp đỡ anh em online thôi, hoặc là tìm cho anh em những người thợ mà gần chỗ anh em nhất để có thể giúp đỡ cho anh em nhanh nhất có thể. Let's go, về nhà thôi. Chào các bạn, tôi đang ở giữa Lạng Sơn và Cao Bằng, vừa đi sửa khóa xong. Bây giờ chúng ta sẽ trở về Cao Bằng.